người mẹ nhẫn tâm giấu xác con ruột trong lớp bê tông hơn 2 thập kỷ. Tại Nhật Bản đã từng xảy ra một vụ án gây rúng động cả thế giới vì sự độc ác của một người mẹ. Cụ thể, người phụ nữ 53 tuổi tên Mayumi Saito sống ở tỉnh Osaka đã bị bắt sau khi ra đầu thú. Bà khai nhận đã chôn 4 đứa con của mình trong xô chứa bê tông, rồi giấu chúng trong căn hộ suốt hơn 20 năm qua. Theo truyền thông, bà Saito đã bất ngờ đến sở cảnh sát địa phương và đầu thú hành động tàn ác của mình vào 2 thập kỷ trước. Những lời khai tiếp theo của hung thủ về quá trình gây án khiến cả sở cảnh sát không khỏi lạnh gáy. Khi được hỏi lý do động cơ vì sao lại thực hiện hành động độc ác như vậy với chính những đứa con ruột của mình, bà đã nói rằng vì khó khăn tài chính, bà nghĩ không thể nuôi dưỡng bọn trẻ nổi. Sau lời tự thú này, cảnh sát đã lục soát toàn bộ căn hộ của bà và tìm thấy 4 chiếc xô nén chặt bê tông cất trong một cái tủ. Hình ảnh quét bằng sóng radar cho thấy mỗi chiếc xô này chứa thứ có thể là phần còn lại của thi thể đứa trẻ. Báo này cũng cho hay cảnh sát vẫn đang thẩm vấn người phụ nữ, cố gắng xác định rằng liệu bà ta đã ra tay giết hại con mình hay là những đứa trẻ đã chết ngay khi chào đời. Cho đến hiện tại, truyền thông Nhật cũng chưa công bố lý do vì sao người mẹ này lại bỗng dưng ra đầu thú sau 2 thập kỷ che giấu sự việc. Bà Saito trình diện cảnh sát 3 tuần sau khi sát thủ Twitter Takahiro Shirashi, 27 tuổi, bị bắt giữ. Shirashi thú nhận anh ta đã giết và chặt xác chính người quen qua mạng xã hội, được cho là có ý định tự tử. Cảnh sát đã phát hiện ra thùng đá chứa các phần thi thể trong căn hộ của nam nghi phạm ở ngoại ô Tokyo. Không rõ hai vụ việc này có liên quan gì không mà hai hung thủ lại đầu thú ở các khoảng thời gian gần nhau đến như thế. Cả hai vụ việc này đã thu hút rất nhiều sự quan tâm và khiến dư luận Nhật Bản hoang mang, một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự an toàn tại đất nước này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video hôm nay của BeTalk. Chúc các bạn một ngày thật vui. Hãy nhớ đăng ký kênh để nhận được những thông báo mới nhất từ chúng mình nhé.